Ok anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Đạt. Và đây là Honda Civic 2019 phiên bản cao cấp nhất, phiên bản RS. Thì Đạt đã có làm những clip mà giới thiệu cái mẫu xe Honda Civic rồi. Và ngày hôm nay thì Đạt rất là may mắn để mượn được chiếc xe này. Và mình sẽ cùng nhau trải nghiệm và lái thử cái mẫu xe này, xem thử cái cảm giác lái và cái gen thể thao của nó như thế nào, mà sao giá nó lại đắt nhất phân khúc như vậy nhé. Xin mời quý khách hàng và các bạn cùng đi theo Đạt nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm cái cảm giác lái thể thao trên chiếc Honda Civic phiên bản RS Turbo nha anh em. Rồi, thì nói về tiện nghi thì Honda Civic này đầy đủ hết. Vô lăng bọc da, lại chuyển số trên vô lăng. Và đặc biệt ở phiên bản này, anh em có thể thấy này, vô lăng, những cái đường chỉ đỏ may thể thao rất là đẹp ha. Nó mang cho mình một cái hơi hướng gì đó rất là thể thao. Ngay cả những cái tông màu đồng hồ hoặc là cái tông màu của cái màn hình điều khiển ở đây cũng là màu đỏ luôn ha. Nhìn vô màu đỏ là thấy máu rồi, thấy thể thao rồi ha. Rồi, anh em bắt đầu mình chạy. Thì khác với những chiếc sedan khác thì Honda Civic thì theo cái gen thể thao, cho nên là cái việc mình ngồi cái trọng tâm nó sẽ thấp hơn so với những cái mẫu xe khác, giúp cho cái tầm quan sát cũng như là mình sẽ có cái cảm giác mặt đường là tốt hơn đó. Và anh em có thể thấy này, chiếc Civic cũng sử dụng động cơ 1.5 turbo, chiếc CRV cũng sử dụng động cơ 1.5 turbo. Tuy nhiên thì chiếc CRV thì tại vì xác nó nặng cho nên là công suất nó lớn hơn, nó 188 mã lực, còn chiếc Civic 170 mã lực. Nhưng anh em ngồi lên, do cái việc lập trình ở cái việc điều khiển động cơ cũng như điều khiển hộp số, cho nên là chiếc Honda Civic anh em ngồi lên anh em lái thì thật ra thì nó cũng khập khiễng, không thể so sánh một chiếc crossover với một chiếc sedan được. Nhưng cái cảm giác chân ga, cái việc điều khiển động cơ, cái thời điểm như thế nào biết, nhưng mà cái việc mà đáp ứng chân ga của chiếc Honda Civic là nó hơn chiếc CRV rất nhiều. Nó rất nhạy, rất nhạy anh em. Đây, chỉ cần nhích nhẹ một cái đó, anh em thấy không, là nó có thể giọt đi và lao đi đó. Anh em phải cảm nhận chứ. Thật ra mình nhìn những cái con số đôi lúc thì nó cũng chỉ là mang tính chất tham khảo thôi anh em đó. Chứ ví dụ như Honda Civic 170 mã lực, có một khách hàng đã nói với Đạt là khi mà bạn đã đi chiếc Honda Civic và bạn đam mê cảm giác lái thì trong phân khúc mà sedan này, những cái xe mà tạm gọi là phổ thông đi, thì khi nào mà bạn ngồi lên chiếc Mercedes C300 AMG hoặc là chiếc BMW 330 thì nó mới có cảm giác hơn. Còn Đạt tin chắc rằng là cái cảm giác thể thao, cái độ vọt, độ hỗn thì trong phân khúc này thì Honda Civic đang là nhất đó. Mặc dù ở cùng phân khúc ví dụ Focus hay là Hyundai Elantra nó có cái công suất nó lớn hơn đó, nhưng cái Civic thì nó vẫn mang cho mình một cái hơi hướng thể thao rất là thích anh em đó. Thì anh em có thể thấy những cái vật liệu xung quanh cũng rất là cao cấp với những chiếc xe này. Mặc dù nó là mang một cái nét thể thao nhưng anh em vẫn có thể đi gặp khách hàng sử dụng trong phố hàng ngày, tại vì nó cũng đâu có quá hao xăng đâu đó. Cái xe này động cơ 1.5 turbo rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn đó. Cho nên là những chiếc này nó anh em vẫn có thể sử dụng đi hàng ngày, vẫn mang cho mình những cái cảm giác lái khi anh em đi cao tốc hoặc đi đường trường á, thì nó sẽ rất là đáng. Anh em thấy không đó, Đạt thử tăng tốc lên này. Cái cảm giác từ cái mặt đường á, nó lên vô lăng á, nó cho mình cái cảm giác lái rất là thích luôn anh em. Mình kiểm soát tất cả mọi thứ, vô lăng cực kỳ chính xác nha. Rất là tuyệt vời anh em ạ. Cái cảm giác lái mà anh em hay chạy xe theo gọi là cái cảm giác lái hỗn á, thích lắm. Nói chung là cái cảm xúc của Đạt bây giờ thì rất là thích. Nếu mà anh em nào mà mê cảm giác lái
thì cái Civic này vẫn là lựa chọn số 1 anh em ạ. Và cũng có một cái tiêu chí nữa là những cái dòng Honda Civic này cực kỳ giữ giá nha. Mặc dù là xe thể thao nhưng mà những cái xe trước đây 2017, 2018 vẫn được rao bán với cái giá trên dưới 800 triệu. Xe mới bây giờ 929 triệu ra biển hơn 1 tỷ. Mà xe cũ đi 2-3 năm thì cái dòng Civic này cũng, nếu mà so với mặt bằng thị trường thì là giữ giá hơn cả tiếp. Cái đây đặt nói thực tế nha anh em. Cái Civic đời này á, nó đã thay cái bộ vỏ Michelin rồi. Cái mâm nó làm lớn hơn và sẽ khắc phục được cái hiện tượng nó bị ồn, bị ù như thế hệ trước. Cho nên là cái cách âm của xe Civic này rất là tốt. Và ở thế hệ này thì mặc dù là bị cắt bớt cửa sổ trời, nhưng anh em sẽ có là gương. Ở đây mình sẽ có gương tự động này, sẽ có điều hòa tự động 2 vùng này. Đó. Thật ra thì ở cái mức giá này thì nó thật sự không phải là dành cho số đông, và nó sẽ dành cho những anh em nào có điều kiện một tí, trẻ trung một xíu và mong muốn đam mê thể thao cũng như là đam mê xe cộ. Vừa rồi là Đạt để trải nghiệm cái mẫu xe Honda Civic này. Quả thật là cái cảm giác lái rất là thể thao. Cái độ nhạy chân ga cũng như là cái mức độ đáp ứng của cái động cơ cũng như cái hộp số này rất rất là ấn tượng các bạn ạ. Thế thì để điểm sơ qua về phần ngoại thất của chiếc Honda Civic, cái phiên bản RS này, thì bản chất Civic nó đã mang trong mình một cái gen thể thao rất là mạnh rồi các bạn. Thì các bạn để ý, đối với cái phiên bản 2019 thì Đạt chia sẻ lại, thì các bạn có thể thấy ở đây thì mình sẽ có cái cụm lưới tản nhiệt được sơn màu đen và có cái logo RS ở đây màu đỏ rất là nổi bật và rất là thể thao. Cũng như cái cụm cản trước này thì thay vì những cái chi tiết mạ chrome trước đây thì Honda ở phiên bản này đã thay bằng những cái chi tiết sơn màu đen bóng. Và cái phần đèn led phía trước, đèn led gầm thì cái đó Đạt đã giới thiệu rồi. Và anh em có thể thấy ở đây mình có cái bộ mâm này có kích thước rất lớn anh em ha, và sử dụng bộ vỏ hàng hiệu Michelin. Thì chính vì như lúc nãy, chính vì cái bộ mâm này cho mình những cái cảm giác cũng như là những cái phản hồi từ mặt đường lên lúc nãy Đạt thấy rất là hay. Đó, nó mang một cái gen thể thao, anh em có thể cảm nhận được những cái gì ở dưới mặt đường nó vọng lên. Đó, cho nên là cái bộ mâm này rất là hay. Và chính vì cái bộ vỏ Michelin này nó làm cho cái xe này rất là êm và không có nhiều cái độ ồn như là những cái bộ vỏ khác. Rồi, thì về ngoại thất thì vẫn vậy thôi. Và Đạt rất là thích. Không biết anh em nào mà chơi những cái dòng xe mà có những cái gen thể thao thì mình sẽ thích những cái thiết kế của Civic. Và Accord sau này cũng vậy, là nó có hơi, cái phần này nó hơi vuốt về phía đằng sau này, nó không có cắt ngang như thế này. Và cái này nó thiết kế gọi là na ná như những cái dòng Coupe hoặc là những cái dòng mà nó sau này, ví dụ như anh em thấy những cái dòng xe châu Âu, ví dụ như Audi A7 Sportback hoặc là cái dòng ví dụ như là GLC 300, AMG của Mercedes đều có thiết kế Coupe như thế này hết. Và để tăng thêm cái nét thể thao nữa thì ở đây mình sẽ có cái phần cánh gió nguyên bản ở đây nha anh em. Đó, cánh gió này là zin ha. Nhưng mà cũng có một cái điểm rất là tiếc ở cái xe này, mặc dù được trang bị là hai ống xả, anh em có thể thấy phần phía dưới này mình có hai ống xả, tuy nhiên thì là cái phần ốp đằng sau và cái phần ống bô á không có làm thẳng ra phía đằng này, trông nó hơi hiền. Nhưng mà không sao, nếu anh em mua dòng xe này thì thông thường mình sẽ hay độ, và anh em sẽ độ cái bộ ốp Akramovic ở đây này. Đó, cái bộ lip ở đây cũng rất là dễ thay thế anh em ha. Ok anh em, thì chiếc Honda Civic này có giá đắt nhất trong phân khúc hạng C thì cũng đúng thôi, cho một chiếc xe với những cái công nghệ động cơ turbo này, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ một thương hiệu Nhật, rất là ăn chắc mặt bền. Option thì cũng không thua kém gì, cũng trang bị đầy đủ phanh tay điện tử kết nối thông minh và form dáng rất là thể thao. Thì như vậy thì đối với anh em nghĩ thì chiếc xe này có đáng tiền hay không, thì mình hãy chia sẻ và comment phía dưới này mình cùng thảo luận nhé. Còn hiện tại chiếc xe Honda Civic này đang được bán ra xe mới với giá là 929 triệu, chưa bao gồm thuế và các khoản chi phí đăng ký.
Và đối với màu trắng thì sẽ cộng thêm 5 triệu. Còn chiếc Honda Civic này thì chỉ có duy nhất phiên bản RS 2019 này mới có màu đỏ thôi. Còn bản 1.8G hoặc 1.8E thì tất nhiên sẽ không có màu đỏ này. Cho nên anh em nào sử dụng cái màu đỏ đam mê này thì chỉ có duy nhất là lựa chọn phiên bản RS thôi. Vì đối với xe nhập khẩu thì cái kỳ vọng mà để giảm giá nhiều và giá sâu á thì tất nhiên sẽ không có rồi. Tuy nhiên thì bên Đạt vẫn đang có những cái chương trình hỗ trợ giảm giá khuyến mãi rất là tốt đối với cái dòng Honda Civic này. Thì anh em nào quan tâm và đang có nhu cầu muốn sở hữu này thì hãy liên hệ trực tiếp với Đạt nhé, ủng hộ cho Đạt. Đạt cũng có chỉ tiêu bán hàng mà. Thì hãy gọi trực tiếp cho Đạt theo số 0901 22 6669. Và đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube của Đạt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Đạt nhé.